Chàng trai đam mê ca hát bình thường như thế bước chân vào một cái mô hình có thể nói là chưa từng có trước đấy của nhạc Việt Nam, thì Nhật Tình Anh và những người bạn của mình đã thích nghi như thế nào? Thật sự trước đây khi mà trước khi em vào công ty của 1088, em đã rất mê những cái mô hình như là Backstreet Boy. Thì thật sự khi công ty cánh chim Việt và anh Đỗ Quang đi kiếm những tài năng thì rất là may mắn là có những người bạn đã giới thiệu anh Quang cho em. Thật sự là anh Quang đã tiếp xúc, nói chuyện và cuối cùng anh Quang đã mời em về công ty. Thì thật sự trước đó đã có một Nhật Tình Anh khác ở trong công ty rồi. Nhưng mà có lẽ bạn ấy không có hòa nhập được với lại cái cách mà đào tạo của công ty, thành ra Nhật Tình Anh mới vào. Và thật sự là em đã rất là mê cái mô hình này rồi. Khi mà vừa gặp anh Đỗ Quang và công ty trình bày cho Nhật Tình Anh biết cái mô hình đó thì thật sự là mê quá. Và Nhật Tình Anh đã hòa nhập được với lại các anh em khác, và cuối cùng 1088 đã được yêu thương tới bây giờ. Có một cái điều mà mình nhớ là ở cái thời điểm mà những cái nhóm nhạc như là 1088 bắt đầu được hình thành ở thị trường giải trí Việt Nam thì nó cũng phải đối mặt rất nhiều những cái phản ứng không phải là dễ dàng gì ngay từ đầu. Người ta quen với những cái mô hình tự phát, những chàng trai có tài năng tự tìm đến nhau mà tự lập một cái nhóm hát và chẳng theo một cái khuôn mẫu nào cả. Thế còn khi một cái mô hình như vậy thì người ta sẽ có những cái nghi ngờ, ví dụ như là liệu rằng những chàng trai này có thực tài hay không mà phải theo một cái mô hình công nghiệp như thế. Nếu họ giỏi sao họ cũng tự đi hát solo đi. Thế rồi là những cái chuyện hậu trường, những cái chuyện đồn đại này kia rất là ồn ào về những cái ràng buộc. Trước tất cả những cái điều như thế thì Nhật Tình Anh và những người bạn của mình đã vượt qua những cái năm tháng đầu tiên của 1088 như thế nào? Thật ra lúc đó thì tụi em còn rất là trẻ. Giống như anh nói, anh đã biết những cái thông tin giống là tụi em không được dùng điện thoại. Một tuần mới được gọi về với gia đình một lần. Tại vì công ty muốn là đào tạo khép kín. Tại vì không có muốn là những cái thông tin từ trong công ty sẽ được ra ngoài. Tại vì đây là một lần đầu tiên mới có một cái mô hình đào tạo chuyên nghiệp như thế. Thành ra là muốn hoàn toàn bí mật để khi mà bung ra một cái là mọi người sẽ bất ngờ. Và Nhật Tình Anh nhớ là cái ngày đầu tiên mà hát tại nhà văn hóa thanh niên. Đó thì thật sự là các anh em đã bùng nổ và khán giả đã yêu thương liền ngay cái ngày đầu tiên. Trong cái thời gian mà tụi em đào tạo, tụi em rất là cực. Coi như là về thanh nhạc, về vũ đạo. Và anh Đỗ Quang, coi như là mỗi người có một giọng hát khác nhau. Anh đã đào tạo riêng cho từng thành viên. Và đến khi mà ráp lại với nhau, nó giống như là một cái duyên lớn. Rồi về vũ đạo cũng vậy. Các anh em được thầy đào tạo riêng, tập riêng cho mỗi anh em. Tại vì mỗi người cũng có một cái năng khiếu về vũ đạo. Có người nhảy rất là giỏi. Nhưng mà có những người như anh lớn, như Nhất Thiên Bảo, anh Điền Thái Toàn á, thì nhảy chậm hơn mấy người anh em chút xíu. Thành ra là cuối cùng là đào tạo cho hai anh riêng thêm một chút, nhưng mà cuối cùng khi mà ráp lại với nhau vẫn là thành một cái khối 1088 bền vững.